bây giờ là không giờ. Đây là tiếng nói nước Việt Nam phát thanh từ thủ đô Sài Gòn, truyền thanh trên làn sóng trung bình 345 thước, tức là 870 kilo chu kỳ, từ 0 giờ đến 6 giờ, và trên các làn sóng 345 thước, 49 thước, 41 thước, 31 thước và 25 thước, tức là 870, 6.165, 7.175, 9.620 và 11.950 kilo chu kỳ, từ 6 giờ đến 24 giờ trên hệ thống A Đài Sài Gòn. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là ngày thứ ba, 31 tháng 8 âm lịch năm 1971, nhằm ngày 11 tháng 7 âm lịch năm Tân Hợi. Đài Tiếng Nói Nước Việt Nam xin kính chào quý thính giả. Sau đây là chương trình phát thanh khuya và sáng nay của chúng tôi. 0 giờ 5 tin tức, 0 giờ 10 nhạc ngoại quốc, 0 giờ 30 tân nhạc Ban Phạm Duy, 1 giờ tin tức, 1 giờ 5 chương trình tiếng gọi tình thương dân tộc, 1:35 nhạc tiền chiến, 1:40 chương trình hồi tránh, 2 giờ tin tức, 2:05 nhạc cổ điển Tây phương, 3 giờ tin tức, 3:05 nhạc ngoại quốc, 3:20 cổ nhạc Văn Thành Công, 4 giờ tin tức, 4:05 nhạc tiền chiến, 4:20 đọc truyện dài, 5 giờ tin tức, 5:10 chương trình gia đình Bắc Tám, 5:40 chương trình hương quê.